Đi qua bao ngày mưa, bữa nay cũng được ngày nắng rồi đó mọi người. Mà nắng thì mình nấu cái gì mát mát, uống cho mát mẻ ha. Nấu trà bí đao nha, thanh nhiệt giải độc mát gan nè. Coi con này nó lanh không, nó chạy trước tôi không à. Hồi nãy sơ hở cho nên nó đi theo được á. Chứ mấy thôi dễ gì mà tôi cho nó đi theo. Cho đi theo rồi một lát á, đâu có chịu đi vô đâu mọi người, ham chơi dữ lắm. Cái này tôi đi hái lá dứa chứ không phải đi hái bí đao rồi nha. Bí đao thì mình sử dụng bí đao phơi khô rồi ha. Đó, chạy cho cố vô rồi phát hiện tôi tới đây tôi dừng rồi nè. Cái quay trở lại, đám lá dứa của bác ba tôi trồng nè. Mà quanh năm thấy có ăn uống gì đâu à. Cái này là tôi ăn giùm á nghe. Đã đi quá duyên mà còn nói giọng vậy nữa. Mai mốt ở không tròn cái là thấy bà luôn á. Rồi luôn, quả báo tới sớm luôn mọi người ơi. Đi cái sách cái điện thoại đi không à. Bây giờ không có gì cắt trơn nè. Chở vô nhà lấy kéo nha. Đó, hương mắm đó nó tưởng tôi đi vô, nó chạy vô rồi đó. Hôm nay được cái cũng ngoan nha. Mà cái tật tài lanh, chạy trước tôi không à. Đó, bị tôi dụ vô nhốt lại trong nhà rồi, tôi đâu cho đi theo nữa đâu. Lấy được cái rổ với cái kéo rồi nè mọi người. Chuyến này thì mấy em chắc chắn vô tay chị rồi ha. Hồi nãy là sơ suất chút thôi nha. Tưởng đâu là thoát nạn rồi hả mấy đứa. Bữa nay tôi nấu ít thôi à. Chị ở bên kia một đám còn hải hùng dữ nữa, nhiều quá chừng luôn á. Bữa nay tôi nấu ít thôi cho nên là mình hái lá dứa cũng ít thôi mọi người nha. Hái chừng 2-3 đọt là được rồi. Chị ơi, cái đọt này nó bị sâu rồi mọi người ơi nè. Nó bị sâu ăn rồi á. Chút nữa mình cắt chỗ đó mình bỏ ha. Cắt tiếp một đọt nữa nha. Tại vì bữa nay mọi người tôi sẽ nấu trà bí đao theo cái công thức nó mới một chút xíu. Nó khác hơn bình thường mà tôi hay nấu một chút xíu. Cho nên là nấu ít thôi á, sợ không có biết mùi vị nó ra làm sao nè. Cho nên đâu có dám nấu nhiều đâu. Cắt lá dứa xong rồi thì mình đi vô ha. Bữa nay công nhận trời nắng đẹp ghê luôn á mọi người. Cũng hiếm thôi nha, lâu lâu mới được nắng một bữa. Chứ hôm nay mưa quá trời mưa, mưa liên tục luôn á. Mới còn sớm sớm á thì nói vậy, chứ tới trưa trưa cái là lại than. Trời ơi, nắng gì mà nắng quá trời quá đất vậy, nắng gì muốn bể đầu cháy da vậy. Bởi vì ông trời mà ông còn ở không vừa lòng ai ha mọi người. Mưa cũng nói mà nắng cũng nói nữa. Trên đường đi vô thì tôi gặp cây chuối con nó đang mọc lên nè mọi người. Cây chuối á, có nhiều người nói là xài tính ra phung phí ghê. Tại vì mỗi lần nó trổ một buồn là mình phải đốn bỏ nguyên cây. Nhưng mà ai trồng chuối rồi á thì sẽ biết nha mọi người. Kiểu như cái buồn của nó á, chưa có trổ hết nữa là tự dưới cái gốc nó đã mọc thêm một cây chuối con mới rồi á. Cho nên là đốn cây này thì có cây khác mọc lên thay thế liền à. Nè, tôi mua cái set trà bí đao này ở tiệm thuốc bắc á mọi người. Nó có rễ chanh, bí đao khô, trái là hán quả, với lại hạt chia nữa nghe. À, còn có thục địa nữa. Sau khi mà rửa nhiều nước sạch sẽ rồi á, thì tôi sẽ lấy chài tôi đập trái là hán quả này cho nó dập dập ra nha mọi người. Hồi đó giờ á, tôi nấu trà bí đao là tôi không có bỏ rễ chanh với trái là hán quả nha. Còn bữa nay cái set này người ta bán cho tôi tự nhiên là có rễ chanh với là hán quả mà người ta nói là nấu vậy uống ngon hơn á. Để bữa nay mình nấu thử coi ngon không nè. Còn rễ chanh á thì thường tôi nấu chung với rau bắp không à. Bỏ hết nguyên liệu vô cái nồi ha. Xong rồi bỏ luôn miếng thục địa vô luôn nè. Nấu bí đao thì mình bỏ thục địa vô á, nó sẽ có màu đẹp hơn á mọi người. Lá dứa tươi hồi nãy mình mới đi cắt á. Rửa sạch xong rồi bây giờ tôi sẽ cuộn lại rồi bỏ vô luôn nha. Tôi chừa một lá riêng để tôi buộc lại á. Gọn gàng dạng xíu nữa mình dễ vớt cái xác ra mình bỏ ha. Nấu mấy cái loại nước mát, nước thanh nhiệt cơ thể này kia chung á thì mình sử dụng đường phèn đi ha mọi người, để cho nó mát mẻ nè, với lại cái vị ngọt của nó cũng thanh hơn nữa. Hướng dẫn sử dụng á là từ 2 đến 5 lít nước, nhưng mà tôi thấy nguyên liệu như đây là hơi ít á, cho nên tôi chỉ dùng 2 lít nước thôi nha, với lại 100g đường phèn nè. Đó, xong rồi đổ 2 lít nước vô luôn ha. Bạn nào mà thích uống ngọt lạc gì hơn á, thì gia giảm đường phèn cho phù hợp với khẩu vị của mình nha. Còn tôi dùng 2 lít nước mà bỏ 100g đường phèn, vậy là nó ngọt nhẹ lắm nha mọi người. Chứ nó không có phải là quá ngọt. Nếu mà bỏ đá vô nữa là có khi nó hơi nhạt á. Nhưng mà thôi tôi thích uống vậy à. Chứ uống mà ngọt quá thì nước mát mà uống ngọt quá nó ngán nha. Nấu cái này mình mở lửa lớn nha mọi người. Cho tới khi nó sôi á thì mình can, để cho nó sôi thêm 10 phút nữa. Rồi mình tắt bếp mình ủ thêm 10 phút nữa. Rồi á, tôi ủ xong rồi nè. Bây giờ tôi mở nắp, tôi lấy đồ tôi vớt cái xác ra bỏ ha.
Sau khi mà vớt hết mấy cái xác lá dứa, rễ chanh, bí đao này kia mình bỏ ra rồi á, thì mình lấy cái bịch hạt chia hồi nãy á, mình đổ hết vô luôn nè. Rồi lấy cái giá khuấy cho nó tan đều ra ha. Ủa cho nó nở đều ra ha. Rồi bạn nào thích uống nóng á, thì vậy là múc ra ly là uống thôi nha. Còn mà bạn nào thích uống lạnh á, thì mình chờ cho nguội, rồi mình bỏ vô chai, mình bỏ tủ lạnh á, cho nó mát. Hoặc là mình đổ đá vô mình uống cũng được luôn nha. Hút một hơi nghe sảng khoái liền luôn á. Nhưng mà nấu theo công thức này thì tôi thấy nó nghiêng về nước mát hơn là trà bí đao nha. Nhưng mà đánh giá chung á thì là ngon nha. Chào mọi người, tôi là Trang nè. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nhấn đăng ký để ủng hộ cũng như là theo dõi những video tiếp theo của tôi nha.